một bestseller về hàng cho cả nhà mình rồi đây. Trời ơi mê quá đúng không ạ? Đồng ren cho mình và form dáng dự tiệc siêu sang chảnh luôn. Phải nói là tuy là mình diện màu đen nhưng mà đi chơi đi tiệc chắc chắn sẽ làm tâm điểm ánh nhìn ạ. Đầm này em thiết kế cho cả những cổ đắp chéo dễ mang ha, và có xếp ly từ phần eo đó đi ngực lên trở lên ngực. Khi cả nhà mình diện lên thì nó sẽ tạo độ phồng nhẹ đó, nhìn cái màu mực của mình nó sẽ đẹp hơn, sẽ quyến rũ hơn rất là nhiều. Tay là ở nhà các chị có cà giãn nè mà thoải mái nha, dáng đầu phong xòe che khéo cái phần bụng mà tốt lắm luôn á các chị. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã số là 1560, các chị mình đặt hàng nhớ kỹ mã giùm em nha, đặt hàng comment phía dưới mã số 1560 và kèm luôn cho em cái xin gọi. Trời ơi đẹp đúng không các chị, giống như là một nàng tiểu thư luôn, giống như là một nàng công chúa luôn ạ. Rồi em đầm mê shop là chuyên về thời trang trung niên, thời trang quý bà tầm u 35-38 trở lên mình mặc hợp và sang, nhưng mà em váy này em thấy chị khách là hai mấy 30 tuổi mình bon chen được nha. Chất lại vải ren bên shop này các chị mê chưa, trời ơi ren hoa nè, kiểu cọ này các chị, ren hoa cắt điệu rất là đẹp cho mình luôn ha, có co giãn nhẹ nhàng. Đây không phải là đầm ren thun nha các chị, cho là mình không có sợ là mình giặt một vài nước là nó bị bung thun hay là bị tơ vải đâu, vải xịn sò cho mình luôn. Phần tay với lại phần chân váy á, ở phần đuôi váy á các chị, thì em sẽ để một lớp cho mình để tạo hiệu ứng chỗ tối màu chỗ sáng màu nha, nhìn nó sẽ bắt mắt hơn. Dạ 62kg mình mặc 2XL đi chị, hiện tại shop về cho mình mã 1560 được 4 size. Em có nha các chị mình size M, size L, XL và lại 2XL. Nhìn ghiền quá các chị. Trên bề mặt của vải nè, em còn phối thêm cho mình kim tuyến nè, lấp lánh lấp lánh này dễ thương các chị, giống như một bầu trời đêm mà có nhiều vì sao vậy đó, trời mê quá. Em váy này rất là rẻ khi mà các chị đặt hàng trên livestream. Đừng quên chia sẻ livestream cho shop 3 lượt. Mình chia sẻ lên tường nha, mình chia sẻ vào nhóm và để với chế độ công khai mã số sản phẩm 1560 cho em nha. Và cái tông màu đen này mình mặc lên thì không hề sợ cán nhau chút xíu nào cả. Da trắng mặc rất là đẹp rồi. Da trắng thì lên màu nào cũng cần được hết. Giờ chị khách nào da ngăm ngăm chốt về mẫu đầm này đi. Đây chị nào da ngăm em đang mặc cái mẫu đầm này lên, nhìn rất là trắng nha. Dạ hôm nay sale rất là rẻ chị, mã số 1560 có nhà hàng không shop? Dạ có chị, em giao hàng về tới tận nhà. Và khi mình nhận được hàng tại nhà được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Ngoài ra bên shop sẽ có thêm cho chị một cái chương trình ưu đãi nữa, chị khách nào đặt hàng bên em dùng đơn cho em 600.000 đồng sẽ được miễn phí giao hàng toàn quốc luôn nha. Ở đây em cao 1m65, đầm này mặc dài ngang lưng chừng nửa bắp chân nha chị, xinh không? Mê quá nè các chị, mặc cái em đầm này lên không muốn cởi được chút xíu nào luôn á. Nó vừa tôn dáng của mình nè. Đây, ôm gọn cái phần eo lại, chân váy xòe xòe ra cho mình, che cái phần bụng tốt lắm luôn nha các chị. Mê cực kỳ luôn. Mà không hề cái nhà người mặc một chút xíu nào. Còn có kim tuyến trên mặt vải lấp lánh như vậy nữa. Cái chất liệu vải ren cho mình nè, cũng là hàng vải ren xịn, ren đẹp cho mình luôn ha. Phần tay nữa sẽ lượn sóng như thế này nha các chị, mê chưa? Rồi, nhanh tay đặt hàng sớm cho em mã số sản phẩm 1560 kèm xuyên thoại. Và tất cả những mẫu đầm đẹp á các chị thì về cho mình số lượng rất là ít, không có nhiều. Thường là những cái mẫu nào mà nó nổi trội á thì em chỉ về cho mình được số lượng ít thôi chứ không có nhiều nha. Ngay bây giờ mình đang thấy là còn đầy đủ hàng, đầy đủ size đúng không? Nên nhiều khi ngày mai ngày mốt mình quay lại đây thì em nó đã lẻ size hoặc là đã hết hàng rồi. Mà những mẫu đầm bên em chỉ về được có một lần rồi qua luôn chứ không có về đi về lại. Từ trước cho tới bây giờ thì em đã về cho mình rất là nhiều mẫu ren rồi. Và khi mà bán hết rồi thì các chị quay lại hỏi là em ơi có nữa không? Chị mua cho bạn chị quay lại chị mua cho gia đình đó thì hết rồi các chị ạ. Đây ngay bây giờ mình thấy đang có trên chương trình sale nè, rồi em đang còn hàng và mới vừa về luôn cho mình thì mình chia sẻ giùm em 3 lượt mỗi chị lên tường vào nhóm và để với chế độ công khai em sẽ sale luôn nha. Thay vì giá tại cửa hàng là 599.000 đồng thì ngay bây giờ sale rẻ luôn, từ 599 chị còn bao nhiêu ạ? 369.000 đồng, 369.000 đồng thôi ạ. Nguyên một em đầm đẹp như thế này, sang như thế này, form dự tiệc công sở chỉ có bao nhiêu cả nhà? 369.000 đồng, chưa tới 500.000 đồng nữa, trời ơi, quá rẻ luôn. Các chị mình đặt hàng nhớ kỹ mã dùng em nha, mã số sản phẩm là 1560 kèm xuyên thoại, đừng quên chia sẻ livestream cho shop 3 lượt. Chị khách nào đặt hàng sai mã hoặc là thiếu mã số sẽ bị bỏ qua đơn và chưa được chốt xe đơn nha. 64kg mặc 2X đi chị ơi, em đang có đầy đủ 4 size, em có M, có L, XL và lại 2XL cho chị luôn. Từ 40kg cho tới tầm 65-66kg, em có thể tầm 85-86 độ về mình sẽ mặc đẹp thoải mái cho em luôn nha. Đặt hàng nhớ kỹ mã số, chị khách nào đặt hàng thiếu mã hoặc sai mã sẽ bị bỏ qua đơn ạ. Dạ 63kg mình mặc 2XL. Chị Nguyễn Thơm, chị Thanh Trà này, chị Ngọc Ái, em thấy cái chị mình mà cứu việc lên đơn đi, bên em có chuyên viên gọi điện thoại tí tư vấn cho chị nha. Cả nhà.
Cái máy em mặc này các chị em mới vừa về hàng cho mình luôn, mã số sản phẩm là 1551 nha. Đầm hết cái sẽ là cổ sơ mi cho mình nè. Đó, tay dài ôm cái phần eo, dáng đầu phân xòe dài cho mình luôn ha. Em cao 1m65 mà đầm này em mặc dài phủ luôn, là cái bắp chân của em á các chị, tính là nó khá là dài luôn á. Em có 4 size mình dễ chọn, có M, có L, XL và là XL luôn ha. Mới vừa về hàng cho là chị khách nào đặt hàng cũng có đơn hết. Máy may kỳ lưỡng hai lớp cho mình, bên trong có đúp lớp vô tông luôn ha. Kèm luôn cặp khóa kéo nằm đằng sau lưng, mẫu đang mặc trên người mã số 1551, mê quá cả nhà ơi. Đầy vải màu trắng nè và có phối với mình cái họa tiết da rắn màu xám rất là bắt mắt luôn. Gam mình là, màu này là gam màu hiếm nha. Kể cả cái họa tiết cũng rất là hiếm cho mình luôn nữa. Và ngày hôm nay em váy này đặc biệt giảm giá cực mạnh cho mình luôn, chỉ còn có giá bao nhiêu ạ? 249.000 đồng, tính ra có 250 cả nhà ơi. Mua một cái áo sơ mi cũng phải là 300-400-500 mà đúng không? Nhưng mà ở đây nguyên một cái em đầm sơ mi cho cả nhà luôn, form dáng công sở dự tiền chỉ có 249.000 đồng, nhưng mà em chỉ áp dụng trong cái bài livestream này thôi nha. Đầm này em về số lượng ít cho nên em chỉ xem giới hạn là 35 chiếc cho 35 chị khách đầu tiên đặt hàng thôi. Bình thường ở những bài livestream khác em có sale cho mình thì sale trong bài livestream 5 phút là chị nào đặt hàng cũng có hết, 50 chị, 100 chị đặt hàng cũng có luôn. Nhưng trong bài livestream ngày hôm nay giới hạn chỉ có 35 chị khách đầu tiên thôi nha các chị, tại vì đầm này em về số lượng ít lắm. Chất liệu vải von hàng cao cấp, giặt tay giặt máy thoải mái luôn, chứ không phải là cái loại vải mà giặt một vài lần cái đó bị tua hay bị bung đâu, cái trời trổ quá xuất sắc luôn ha. 4 size đầy đủ cho mình, một màu duy nhất, mã sản phẩm là 1551. Đặt hàng comment phía dưới cho em mã số sản phẩm 1551 và kèm luôn cho em cái số điện thoại của mình, bên có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn. Chị nào đặt hàng nhanh đảm bảo 249.000 đồng chút luôn. Còn chị khách nào đặt hàng chậm mới là đã hết hàng nha các chị. Nhanh tay đặt hàng thiệt là sớm cho em tư vấn. Giá tại cửa hàng hiện tại em đang bán là 450.000 đồng cũng như ở những bài livestream khác nha. Nhanh tay đặt hàng sớm đi giùm em, cả nhà chị Kim Xuân này, chị Nguyễn Trang 60kg đây, giùm em chị eo dưới 80 mình mặc cho em size XL. Còn eo trên 80 thì mình mặc cho em size 2XL sẽ vừa nha. Màu này các chị ơi, chỗ quá tôn da luôn, form dáng đầm thì tôn dáng cho mình nữa chứ. Em váy này mà mặc đi chơi, đi tiệc, đi làm công sở dọc văn phòng thoải mái thả ga cho em luôn ha. Dáng dài thước tha nè, mặc đi tiệc đi làm được, hoặc là mình có thể mặc dạng như là đi du lịch đó các chị, chụp hình sống ảo rất là đẹp luôn. Một màu duy nhất nè, chủ ra màu này mê không các chị, màu này mà trong tủ đồ mình không có là phải nói rất là uổng luôn á. Đây tay em có bo chung cho mình luôn ha, tay bo chung kỹ lưỡng nha cả nhà mình đây nè. Trời ơi xuất sắc chưa các chị, tay dài thì tay dài này dễ mặc lắm, thích mặc dài để dài, không thích mặc dài thì mình có thể chỉnh nó lại thành tay lỡ cũng được, hoặc là mình có thể sửa luôn thành tay ngắn cũng được luôn. 64kg mình mặc 2XL cho em đầu vừa chị nha, tùy theo cái chiều cao này với lại cái vòng eo của chị mình, bên có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn ạ. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1551, nhớ kỹ mã dùng em nha. 1551 kèm số điện thoại. Ngày hôm nay giá bao nhiêu ạ? Chỉ còn có giá tiền là 249.000 đồng. Nguyên cái em đầm dài maxi như thế này mà có 250 thôi, có rẻ hơn có chị. Phần thân trên và phần tay mê một lớp thân váy kỹ lưỡng, bên trong đúp lớp cô tông cho mình luôn. Giao hàng về tới tận nhà, nhận được hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán luôn nha. Vải đẹp lắm các chị ơi, mát mềm nè, không có sợ bị nhăn gì hết, xuất sắc ghê luôn á. Tất cả dòng bộ đầm chỉ về được một lần, tranh thủ giúp em chị thu hàng, có đơn hàng chị Nguyễn Nguyệt ok trước luôn nha. Có size XL không em? Có chứ chị, mới vừa về hàng mà đang có đủ size chị, với lại em chỉ có sale 35 chiếc trong các bạn ở trên này thôi. Nãy giờ em thấy hả, rất là nhiều chị khách đặt hàng luôn, nhưng mà em chỉ tính nhận chị nào mà đặt hàng có chia sẻ livestream cho em nè, với lại đầy đủ cú pháp mã 1551 và kèm luôn cho em cái số điện thoại, tại vì các chị đặt hàng đúng mã em mới chốt được cả nhớ. Chị khách nào đặt hàng sai mã là không có lên đơn được đâu ạ. Mẫu đang mặc trên người mã số 1551, tranh thủ lên đơn sớm đi giùm em ha. Cổ sơ mi cho mình nè, tay dài nha các chị, thích tay dài để tay dài, không thích tay dài chỉnh lại thành tay lỡ cho em được luôn. Ôm cái phần eo dáng đầm phô xòe dài, mẫu đang mặc trên người mã số 1551. Ngay bây giờ chị khách nào mình đặt hàng cứ việc comment ngay phía dưới cho em 1551 kèm số điện thoại, giá bao nhiêu ạ? Từ 450.000 đồng giảm mạnh luôn, chỉ còn có giá là 249.000 đồng thôi nha. 48kg mà xem mờ đi chị.